Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào toàn thể các anh em trong ngành nghề cơ khí nhôm kính và anh em làm trần nha. Hôm nay mình có làm một cái trần cấp và một cái trần nhựa alo nha. Thì đây mình chia sẻ với anh em cái cách làm. Mình làm video là chia sẻ những anh em nào mà chưa biết, còn anh em nào biết rồi thì có thể xem tham khảo nha. Đầu tiên mình sẽ hàn bằng cái khung, mình làm là làm bằng cái hộp 2x2 của hộp kẽm nhé, và nên loại giấy ni mốt nữa. Nếu mà như nhà trần này thì các bạn sẽ khoan cho mình cái lở sắt, con lở sắt 10-12 khoan lên trần, và sau đó để treo các cái xương lên. Đây là cái chỗ chung quanh này, là chỗ giật cấp này. Giật xuống thì thường thường mình hay làm giật tầm 14-15 phân, 14 phân thì là vừa. Thì cái chỗ cái đoạn mà giật ra ấy, thì theo phòng các bạn cân đối nhé. Nếu mà phòng to thì chúng ta giật ra to, còn nếu mà phòng nhỏ thì sẽ giật nhỏ, làm sao cho nó cân đối cái phòng. Đây là mình lên trên này, mình quay lại cho các bạn xem. Đây là mà chưa làm quen để nhìn qua nhìn cái cách này. Quay gì nữa, đây là hai cấp. Ơi lưng lên một tí thôi, nếu mà làm ba cấp cái đấy lưng lên một tí thì giật xuống thêm một tầng nữa. Đây mình đang làm hơi vọng xuống. Nhắm mắt vào, mắt vào. Cái khoảng cách xương thì các bạn chia cho mình khoảng 65-70 phân. Hạ xuống một tí, hạ xuống một tí. Còn đây là rồi. Cái chung quanh mình sẽ khoan đinh đóng cho mình hàn vào. Mình hàn cách tầm khoảng độ 5-6 phân quanh được đinh đóng vào tường. Các bạn hàn thâu lên. Đấy, còn đây là cái mặt trần, mặt này là mặt tầng trên. Mình sẽ cho khoảng cách là tầm khoảng 13-14 phân. Cái đấy chia đôi rồi. Video ấy cho mình xin một like nha, và anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm vào kênh đăng ký và đăng ký góc bên phải màn hình. Cái đấy sau này là móc đèn. Và hãy nhấn chuông thông báo để khi mình ra những video chia sẻ mới nhất để anh em nhận được. Đây là con sắt có con làm đèn, làm không làm của trần nữa, chia các cái điểm xương và tính toán điểm xương. Thế thì sau khi là đã xong cái khung xương, bắt đầu mình sẽ dùng tấm nhựa. Thì cái tấm nhựa này mình sẽ dùng từ cái mình sẽ làm ở tầng trên trước nhé, và làm tầng trên trước vì sau khi mình làm tầng trên xong mới làm tầng dưới cái chỗ giật cấp ấy. Nếu như mình làm dưới xong thì khi mình đưa tấm nhựa lên thì rất khó, đưa để làm phần trên thì rất là khó. Cái nhựa này thì mình sẽ dùng, nó có một cái kẹp, kẹp bánh lốc, chúng ta sẽ kẹp cái đấy vào bắn mặt phần xương. Đấy đúng rồi, đấy em mạnh rồi. Được. Khi làm cái ghép vào này thì các bạn ép chặt nó vào, căng tay vào để cho nó khít. Có cách sàn rơi tầm khoảng 65 phân, một cái của cách sàn. Thì để đảm bảo thì các bạn sẽ bắn thêm mũi keo mình. Mũi keo bắn vào khung xương cho mình đưa tấm lên thì rất là chắc chắn. Quý vị đang xem video này thì có nhu cầu nào cần nhận để liên hệ với mình nhé, mình nhận được hàng hết. Thì giá thành
tấm làm một chấm nhựa này thì nó dao động, nó tùy theo từng kiểu cách một, nó cứ rơi vào từ khoảng 400 cho đến 600, 700 tùy theo cái hình thức. Thì sau khi đã làm tấm trần trên thì bây giờ mình quay sang mình đánh cái vật chất này. Thì vật này thì so với cái mặt không xương ấy thì mình sẽ làm thò ra 10 phân. Đó, thì sau khi làm 10 phân đấy thì mình sẽ chọn để thò. Ở cái trên đấy thì mình sẽ đi một cái đường đèn hắt. Thì cái trần này gọi là trần trần cấp, trần làm đèn hắt nhé. Nhìn rất là đẹp. Cái góc này các bạn có thể là cắt chéo cũng được, mà cắt vuông được. Để cắt vuông được, cắt chéo cũng được. Mình góc đấy là sau mình sẽ dùng một cái chỉ là mình dán vào cái chỗ đấy đi. Thì sau khi là bắn xong cái chạy xung quanh rồi thì mình sẽ bắn đến cái cổ trần. Cổ trần này. Cổ trần này mình sẽ dùng một cái súng bắn đinh bê tông, mình bắn vào. Các bạn có nếu mà có nhu cầu muốn mua súng bắn đinh bê tông thì mình có để cái tên trang web trên cái màn hình được. À, mình có để cái phần đường link ở dưới phần mô tả nha, các bạn có thể truy cập ở đấy để đặt mua cái súng bắn đinh bê tông hoặc là súng bắn đinh ghim và rất là nhiều các cái đồ sau khi mà đã vào xong xào thì họ chỉ là mình quay sang mình sẽ chia khoảng và mình khuất đèn. Quét đèn thì các bạn dùng cái đầu quét ấy. Đầu quét thì tùy theo đèn, nếu mà đèn là dùng bằng 76 hoặc đèn 90 thì chúng ta sẽ lấy cái đầu quét đấy vào quét. Khi quét thì sẽ chia cái khoảng cách ra làm sao cho nó cân đối. Và một cái lưu ý này nhá, đó là khi các bạn trước khi làm ấy thì các bạn phải tính làm sao cho nó cái điểm chia đèn nó không mình hàng cái xương nó không bị vào cái điểm chia đèn nhá, thì nó sẽ không khi chúng ta cắt đèn nó không bị dính vào cái xương. Thì đây là cái phào này mình dùng để bắt vào chỗ dạch cấp này, và cái phào để bắt ở góc cái góc của trần ấy, góc trên nhá, dùng phào to. Thì cái cách cắt phào như nào thì mình cũng đã làm video hướng dẫn rồi. Anh em có thể là vào kênh xem lại nhé. Thì anh em xem có gì mà chưa hiểu thì cứ để lại bình luận bên dưới, mình sẽ trả lời nhé. Đây thì sau khi đây là đã hoàn thiện. Nhìn rất là đẹp. Chạy đèn xong, đèn này còn đèn hắt ở bên trên, xung quanh là đèn mắt trâu. Và cuối cùng là mình sẽ dùng cái mâm. Mâm này cũng bằng những chỗ lõm mà tới, chỗ lồi nó cũng tới. Ở cái điểm lõm mà tới. Đây này các bạn nhìn thấy không? Bắn keo lên, không bắn đinh kim mà. Đấy, được đấy thì tới, đừng đấy tới mà. Cái này nó cũng sốt nhưng còn các cái hình vào cái chỉ trang trí kìa, chỉ ở các cái góc này, bốn cái góc ấy. Thì mình dùng bằng cái loại chỉ không lộ đâu ạ, thế để cho nó chắc để trang trí cái đấy. Đây là sau khi đã hoàn thiện nha. Hoàn thiện xong cái trận. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Ê, may này còn có thằng cái sắt này ngồi nhà răng. Giờ biết rồi đấy. Nhà răng.